Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 3 tháng 8, thì hàng trăm chuyên gia giáo dục đã tham gia hội nghị do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức, bàn chuyện làm thế nào để ứng dụng nghiên cứu dữ liệu lớn vào quản lý và xây dựng chương trình giáo dục và thúc đẩy thành công của sinh viên trên con đường học thuật cao hơn. Big Data đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu khắp các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, đây là một con đường còn chưa được khai phá tại Việt Nam. Giáo sư Gregor Kennedy đến từ Đại học Melbourne khẳng định, việc phân tích dữ liệu lớn của sinh viên giúp xây dựng chương trình học và các chính sách thúc đẩy thành công của sinh viên tốt hơn. Tại Đại học Melbourne, chúng tôi ứng dụng Big Data để tìm hiểu sinh viên đang học tập và nghiên cứu như thế nào, từ đó đưa ra những chính sách giáo dục tốt hơn. Việt Nam cũng có thể làm điều tương tự, bắt đầu bằng hai khía cạnh. Thứ nhất là cải tiến công nghệ thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu lớn của sinh viên. Thứ hai là hãy đặt những câu hỏi mang tính logic sư phạm về phương pháp và chương trình giảng dạy, để hiểu được chương trình học đang tác động như thế nào đến con đường học vấn của sinh viên và cải tiến chương trình đó. Bằng cách thu thập những dữ liệu về hành vi, kiểu mẫu, xu hướng và kết quả nghiên cứu lẫn học tập của các sinh viên, các nhà giáo dục có thể đi đến những kết luận mở đường cho xây dựng chương trình học phù hợp và hiệu quả hơn cho sinh viên. Tại hội thảo Insight đầu tiên do RMIT Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học về cung cấp thông tin ISI tổ chức hôm 3 tháng 8, giáo sư Gregor Kennedy cũng đã dẫn chứng một số công nghệ mà Đại học Melbourne đang sử dụng để thu thập và đánh giá dữ liệu lớn của sinh viên. Nói về Insight, đây là hội thảo về khoa học cung cấp thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Có rất nhiều mục đích khi chúng tôi mang hội thảo Insight về Việt Nam. Một trong những mục đích đó chính là chuẩn bị sẵn sàng cho sinh viên có một con đường học vấn và sự nghiệp thành công. Ngoài ra, chúng tôi muốn kết nối với các chuyên gia trong các lĩnh vực, đặc biệt là các tổ chức giáo dục khác, trong việc phát triển khoa học cung cấp thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tại RMIT và tại Việt Nam. Từ hội thảo đầu tiên được tổ chức ở Phần Lan vào năm 2001, Insight đã được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Úc, Anh, Canada, v.v.